Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2, cũng như là quay trở lại với cái Segi xe khách Long Văn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái tập 2. Thì các bạn nào chưa biết thì trong cái tập vừa rồi, tập 1 các bạn, thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trên được một cái cung đường từ Buôn Ma Thuột, đó là cái địa điểm xuất phát đầu tiên của cái nhà xe Long Văn. Và sau đó là mình đã đi qua cái địa điểm Phước An gì nè đó. Rồi sau đó và hiện tại bây giờ là mình đang ngay ở bến xe của Eka. Đây là một trong những cái bến xe cũng khá là nổi tiếng của những cái dòng, do những cái nhà xe mà đi cái tuyến Tây Nguyên các thứ các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình này trên cái quốc lộ 26 nữa đó. Và từ cái bến xe Eka này chúng ta sẽ rời khỏi Eka, và sau đó chúng ta sẽ về đến một cái địa điểm cũng khá là xa nha các bạn, đó là huyện Mai Đờ Gắt đó. Thì cái địa điểm mà mình sẽ dừng lại các bạn thì nó ngay cái trạm dừng chân luôn, ngay một cái quán ăn ven đường luôn các bạn đó. Thì mình sẽ ghé ngay đây đó, cái đoạn đường đi cũng khá là xa các bạn thấy không, và đường ngày hôm nay đi là đa số là đèo đồi núi nữa rồi đấy các bạn đó. Thì nguyên cái cung đường mà từ mình nhớ không lầm là từ Mai Đờ Gắt này nè các bạn, đi về tới Buôn Ma Thuột luôn, là nó là thuộc địa phận của Đắk Lắk luôn nha các bạn. Khi nào mà qua đây nè, qua cái đoạn này mới qua địa phận mới nè các bạn đó, vãi chưởng chưa. Rồi ok, và ngày hôm nay vì đoạn đường xa nên mình thôi mình tranh thủ đi luôn các bạn. Còn riêng bạn nào mà muốn trải nghiệm xe khách hay là bản đồ Việt Nam giống mình thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web đó là shop.taimod.com của mình nha. Thì lên đây các bạn có thể tìm và mua những cái bản mod từ xe khách nè, rồi hay là bản đồ Việt Nam, hay là những cái mod trang trí âm thanh các thứ trên đó nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thôi. Giờ mình đè máy stand nè. Đấy, nay đi một ngày trời sáng trong lành nè các bạn. Em ghệ tóc ngắn của tôi vẫn ngồi trước cửa, và con chó tôi nó vẫn nằm ở đây các bạn. Đàng hoàng nó cắn cho biết nha. Đóng cửa ra đây. Rồi đóng cốp, đóng cửa lại. Rồi mấy người khách này đứng ở đây cho vui thôi. Thật ra khách tôi thì đã lên xe hết rồi. Giờ tôi lui xe lại nè. Ơ kìa, quên hạ thắng tay mong mày. Đây rồi, đó. Ok, lui ra. Mở cái kính hậu cho thấy đường chạy chứ lùi lùi không thấy đường, đụng ta thấy bà luôn. Rồi ok, bây giờ là mình và các bạn sẽ chạy ra khỏi cái bến xe Eka đó các bạn. Thường bến xe gì mà toàn là đất không à, vô như là kiểu bến xe mới xây dựng như này, mấy bến xe quê này xịn vãi chưởng. Rồi mình ra thì mình ghé trái cho các bạn. Rồi ok, trời ơi, mới ra gặp công an rồi trời. Phải trưởng luôn. Let's go, let's go. Cái đoạn mà thật ra cái đoạn từ đây về Mai Đờ Gắt đó các bạn, thì nó cũng chưa gọi là, phải gọi là đèo núi nhiều. Nhưng mà từ Mai Đờ Gắt đây mà lên trên kia nữa ấy là đường siêu đồi núi luôn. Cái đoạn mình đi nó là quốc lộ 26. Còn cái đoạn mà đèo núi nhiều hơn nữa các bạn nên đi là quốc lộ 19 là gì đấy các bạn. Mưa luôn rồi, mưa luôn rồi. Ui ui ui. Họ gạt mưa lên. Nhìn mới vô chạy mưa luôn rồi chạy. Rồi mưa luôn mấy bạn ơi. Hôm trước các bạn mình đi cái tuyến buổi tối, cái đường này là không có thấy rõ quang cảnh đó, nhưng mà hôm nay mình đi cái đoạn này là thấy quang cảnh rồi đấy. Thấy buổi sáng là thấy quang cảnh rồi đấy. Rồi cái này là ra khỏi thị trấn Eka thì các bạn. Mà kiểu đường này nó như kiểu là đường trường các bạn, nên là nó khá là trống trải, ít nhà cái thứ, không có nhiều nhà. Sao mưa lớn như vậy. Trời ơi, mưa càng ngày nó càng lớn luôn các bạn ơi. Vụ gì bên này vậy? Ủa bên này nó có cái trạm dừng chân đó vậy nè. Trời ơi, gì mà có bàn ghế đâu này. What the hell? Phạt nói đi hàng pha. À đi đi đi, trời mưa phải mở đèn các bạn ơi. Thôi về đi. Tôi không có mở đèn rồi, bị cảnh sát phạt luôn rồi. Cậy chê à. Còn gì cho ngươi. Ơ kìa. Còn gì cho ta. Mở đây, mở rồi đấy, mở rồi đấy. Đừng có phạt con nữa trời. Rồi em mới chạy ra nè các bạn, nhớ là gặp công an đầu tiên mà là thấy xui rồi. Xong bây giờ đi gặp
chú cảnh sát chạy sau lưng nữa. Bây giờ mình gọi giờ phạt à. Hết đèn pha còn tới chạy quá tốc độ. Con đậu vô cho chú qua nè. Qua đi chú công an ơi. Rồi đó trời ơi, hai chú luôn các bạn. Trời ơi. Phải một chú cũng đỡ, cái này là hai chú công an luôn. Ủa cái đoạn này nó cho chạy bao nhiêu mà sao phạt tốc độ tôi chạy. Có bảng cấm giới hạn tốc độ gì đâu. À vô đây 50. Mà cái này vô trạm thu phí nè. Đây là trạm thu phí 501. Đã chết đi nhầm cái lane thu phí bằng tay thủ công rồi. Kệ đi. Ok. Uầy, nếu mà có trạm thu phí là chắc cái đoạn đường sắp tới mình đi chắc ngon lắm mấy các bạn. Mà tôi thấy sao giống cũng giống cái đường hồi nãy, cũng khác cái gì đâu trời. Thu phí tôi tưởng đâu đi được đường ngon cắt hiểu. Thu phí đi cái đường gì cũng như không. Mưa lớn quá. Ôi trời ơi, ai đem ghét ngoài đường nữa vậy. Ôi nhà nó cũng kiểu thưa thớt á các bạn, không có nhiều. Ê. Rồi, tôi quẹt ông nội kia đấy. Bạn thấy cái bên đường này bây giờ trời mưa có đứt trơn không? Thấy chưa? Nó đánh lái rất là khó luôn các bạn. Trời mưa rồi đường trơn phải chưa? Cua này chạy từ từ đi các bạn, vô cái đường trơn này ôm đánh lái cho nó bị lạc lái. Nó chạy chậm thì nó còn đánh lái ăn nha, chứ chạy nhanh một cái rồi lạc tay lái rồi đánh nó không ăn luôn mới ghê. Mà đường này đi bữa nay đi đường đèo nữa mà gặp trời mưa nữa rồi không đi nhanh rồi khi nào mới tới đi trời. Ôi mưa càng ngày nó càng lớn luôn các bạn, nặng hạt luôn, ướt mẹ kiến xe tôi hết trơn. Trong qua cái bác tài ơi, tự nhiên nãy giờ đi ở đường không đông cái tự nhiên cái giờ ơi, giờ có xe chạy trước mặt chặn đường tôi, cái xe nó đông quá trưởng vượt lên không được luôn đó. Giờ muốn vượt cũng cả vấn đề các bạn. Tôi qua luôn cho qua cái bác tài ơi, được không? Chạy nhanh thì không dám chạy nhanh, mà bây giờ vượt thì xe ngược chiều nó chạy lên nhiều phải chưa? Mà ra cái đoạn đường này nó cũng không giới hạn tốc độ các bạn. Bây giờ tôi đang chạy tốc độ như tôi cũng biết nữa, 80. Rồi chống chưa. Trời ơi vẫn chưa chống các bạn ơi, vẫn chưa qua được. Thổ thằng đi. Trời ơi xe đổ về liên miên luôn. Vượt kiểu gì đây các bạn? Ok. Tự nhiên cái đoạn này đóng xe dữ trời. Muốn vượt cũng không được nữa. Ôi đoạn này cua nữa nè. Làm sao mà vượt được đây? Trời ơi. Chạy phía sau hai xe bồn này hoài vậy. Chống chưa? Trời ơi vẫn chưa chống nữa các bạn. Khó à. Không phải muốn vượt là vượt được các bạn. Đi đường này chắc phải chấp nhận rồi, đừng có bảo là ôi dồi ôi tôi là tài xế xe khách à, tôi phải vượt các thứ hung thần xa lộ các kiểu. Lên đây gặp mấy chiếc xe tải rồi đi rồi vượt, nó chạy còn dữ hơn xe khách nữa các bạn, nó chạy còn dữ hơn tôi nữa. Giờ tôi muốn vượt nó cũng khó lắm à. Một phần kiểu sao cái đoạn này xe đường nó xe đông các bạn. Chống nè, chống nè. Trời ơi, vẫn chưa chống ê. Why? Rồi. Sao tôi mới thấy nó chống mà. Nữa kìa. Ê. Rồi. Hung đít nhau rồi. Thôi chạy đi, nhờ vậy mà mình mới qua được một thằng xe đầu kéo các bạn ơi. Ây da. Trời ơi, tôi đi ngược chiều luôn rồi nè, chạy. Rồi mưa lớn luôn rồi các bạn.
mưa càng ngày càng lớn luôn, hết thấy đường mà chạy luôn. Ôi còn cái này sao thấy đường mà vượt đây. Bây giờ muốn vượt cũng không vượt đường được cơ mà, giờ chống xe cũng không dám vượt nữa các bạn thấy không. Bây giờ kiểu cái tầm nhìn của mình đâu đó là được khoảng tầm 100-200 mét vậy thôi các bạn. Ừ, còn tiếp đằng kia là sương mù dày đặc luôn. Giờ đường còn muốn thấy đường tôi chạy nó chi là thấy đường mà vượt. Đậm quá. Trời ơi. Trời ơi, trước mặt tôi một đống xe luôn. Mà sao vượt được đây? Hai. Ôi ơi, trời ơi. Không được đâu các bạn ơi, nói chung là bây giờ là đảm bảo với các bạn chạy giỏi cỡ nào, chạy giỏi không thể nào mà vượt được. Thứ nhất thì các bạn là xe nó rất là đông, và thứ hai là cái xe mình nó cái tốc độ đề ba nó rất là chậm luôn, và thứ ba là cái xe tôi đánh lái nó rất là trơn, giờ tôi gặp xe chiều tôi né cũng không được nữa, cay vậy trường. Mà sao đông này mấy xe này chạy chậm vậy? Bây giờ các bạn muốn vượt là lách qua bên phải rồi nè, vượt ấy, chứ không có cách nào mà vượt bên trái được, xe ngược chiều giờ đông lắm luôn. Tại đi bắt tài ơi, không nổi thằng nè, không nổi xe phía trước các bạn, chạy chậm vậy trường. Trong này là sát cái lề ngoài này nó cũng là đường đất nè các bạn, không thể nào mà chạy nhanh cho đó được luôn. Cái thằng phía trước tôi các bạn nó chạy nó cũng rất là ức chế y chang tôi vậy đấy. Nó chạy nó cứ bóp đèn nó thẳng hoài luôn nha. Rồi giọt. Tính này đi buổi sáng ngắm cảnh rồi gặp trời mưa gì rồi ngắm gì nữa vậy. Quay đầu này tự nhiên cái mấy chiếc xe đó nó chạy nhanh các bạn. Ôi nó đi chưa các bạn, đường nó trơn lắm. Trời ơi, đụng cái gặp công an. Trời ơi, chú công an chạy phía sau mình nữa các bạn, xịn vãi chưởng chưa. Đây nè, chú công an qua mặt đây. Qua đi chú công an ơi. Ê. Trời ơi, mình lách qua bình nhường đường của chú công an, hay chú công an phạt mình chạy ngược chiều. Khổ thân vãi chưởng, về vậy thôi lách vô trong. Nè, chú qua đây. Trời ơi, cày vãi nồi luôn các bạn. Qua đi chú công an ơi. À, qua đây. Rồi ok. Trời ơi, thằng quỷ kia nó cũng lách theo nữa kìa. Trời ơi. Xe chở mì hảo hảo. Gặp công an qua đu đích nó đi qua luôn, đi theo luôn. Ôi đường trơn. Đó, đoạn này chống rồi nè các bạn. Đó, mà dù chống mà tôi cũng không dám chạy nhanh nữa. Trước này là nguyên một cái cua luôn nè các bạn thấy không? Đi cái đường này là nói chung là chỉ nó đi đường núi các bạn, nên là cua rất là nhiều luôn. Các bạn thấy đường như kiểu đường đồng bằng rồi các thứ đúng không, nhưng mà không các bạn, đường này cua nhiều lắm. Rồi công an đường gì vậy? Trời ơi, hai xe này hung đích nhau rồi nè, bị chú công an lại xử lý luôn các bạn. Ê ê ê ê rồi
ơi, mấy cái cua này đánh lái nó không có ăn các bạn ơi. Cái bánh xe nó trơn lắm luôn ấy. Khổ thân phải nồi. Chỗ này nó có một cái chỗ sửa xe hay gì nè các bạn, khá là lớn. Đó. Đây là cái ga ga ô tô Trường Thành hả? Đó. Cái ga ô tô Trường Thành ấy, trời ơi. Lo nhìn các thứ lặn qua lộ người ta luôn. À, phía trước chúng ta chuẩn bị đến cái khu du lịch Madagascar các bạn. Từ cái đoạn đường quốc lộ 26 này mà để vào được cái khu du lịch nó cũng phải đi một cái đoạn đường khá là xa. Và đường đó là vào đó như kiểu đi đường mòn đấy các bạn. Hồi trước mình cũng đã có một cái tập để đi du lịch vào cái khu Madagascar đó rồi. Nhưng mà nói chung giờ trong đó nó cũng kiểu nó đang xây dựng chứ cũng chưa có hoàn thành các bạn. Cũng chưa có gì để khám phá. Như đâu phía trước rồi các bạn ơi. Nè, chỗ này nè, chỗ này nè. Đây. Cái hướng ghé phải đó rồi. Đây. Các bạn thấy các bạn không? Khu du lịch Madagascar. Đó. Nó có cái đường mòn đi vào đó không? Đó, đi tuốt nó trọng. Nhưng mà vào đó cuối cùng rồi, cái khu du lịch nó cũng đang xây dựng nhưng nó cũng chưa hoàn thành nè các bạn. Ủa, như cái này mình vô Madagascar luôn chưa ta? Quốc lộ 19 quẹo phải. Ở là quẹo trái. Ồ, đi quẹo trái này là quẹo. Ê, nữa rồi. Trời ơi, lo nhìn đường hồi là hung xe liền các bạn. Các bạn thấy cái ngã ba đó không? Nếu các bạn rẽ trái thì sẽ đi lên cái quốc lộ 19. Thì quốc lộ 19 đó nó cũng về Quy Nhơn luôn hay sao ấy. Nói chung cũng sẽ về quốc lộ 1A các bạn. Và cái đoạn đường mình đi này nó là trên cái quốc lộ 26 thì nó cũng về quốc lộ 1A thôi. Đường nào cũng về La Mã. Nó phải đạp thắng lại kiểu chạy chậm chậm mấy các bạn, ôm cua nó mới ăn. Còn mà chạy nhanh là ôm mấy cái đường này nó bị trơn nhớt rồi, chạy hồi lạng qua lề người ta đánh lái về không kịp nữa. Mà đoạn này nó cũng chóng chóng rồi, thôi chạy tập trung chạy nhanh lên tí các bạn, đường còn xa quá. Mưa kiểu nó không ngớt luôn các bạn. Trời, mưa từ lúc mình đi tới giờ luôn. Quỷ xe máy này chạy làm gì mà bún nước, văng nước, các thứ dữ vậy. Vượt qua mặt nó. Trời ơi, đấy chưa. Các bạn thấy cái bộ lăn giờ đánh gì đấy, nguyên một vòng như rồi mà cái bánh xe nó chưa có ăn cái đường nữa. Ố phải.
Cái đoạn này phao ra vào đây nhiều nhà quá ta. Cua nhiều quá chứ. Đây làm gì mình ta tập trung nhiều quá trời, là có xe máy rồi nè. Chứ mình đang đi ngang một cái chợ gì đấy các bạn, mình cũng rõ là chỗ này mấy cái địa danh này nó không có để các bạn, mình cũng không biết ở đây là ở đâu luôn. Mình chỉ biết là mình đi từ Eka về Madagascar đó, chứ giờ hỏi mình đây ở đâu mình cũng biết nữa. À, phía trước mình có bên phải là có một cái xăng của Petrolimex đó. Xịn chưa, xịn chưa? À. Rồi phía trước một dàn xe mới nè các bạn. Trời ơi, đi không vượt được mà xe thì nó lại đông. Sao qua nó được trời. Bác tài con đang cho em qua mấy bác tài ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, đâu ra các bạn? Rồi, tôi lụm luôn cái bảng người ta rồi. Mà cái bảng thì cắm giữa đường luôn rồi các bạn. Phải chuẩn được chứ. Đường này nó đang sửa, nó cắm cái bảng các bạn. Mà cắm giữa đường luôn. Tôi chạy đâu quất cái. Ê, quỷ xe khách. Rồi luôn. Tự nhiên cái đạp thắng chi vậy bác tài ơi. Trời ơi, đạp thắng cái tao hung đít luôn. Rồi mưa bớt xuống rồi đấy các bạn. Phía trước mình lại là một thánh xe khách nữa các bạn, nhà xe Phương Trang. Đó, giờ hai xe khách sẽ cùng nhau tìm cách để vượt nguyên cái bầy xe phía trước các bạn. Quá trời đông. Nè, tôi vượt bên phải đường nè. Đoạn này bên phải trống các bạn. Đó, tranh thủ mà vượt. Let's go. Đó, thấy chưa? Nhiều đoạn bên phải trống là chỉ có cách vượt bên phải như vậy thôi các bạn. Mặc dù nó sai lực, nhưng mà nói chung không thể nào mà trong game mình vượt bên trái được. Xe đông phải rồi, nó đi liên tục luôn. Đường thì trơn, xe thì trơn trượt. I know. Chỉ mà có bông được nó xài. Trời ơi, cái đường đi tôi bó tay luôn các bạn. Nếu cái đường này mà nếu không có mưa các bạn, mình nghĩ là mình vượt rất là dễ dàng luôn. Nhưng mà đường trơn quá nên là cái vỏ lăn là đánh không ăn. Không quen á, chưa có quen á các bạn. Nó giống như các bạn kiểu là các bạn chơi game mà chạy xe rồi rít ấy. Nó rít là kiểu đánh lái mà kêu đánh lái nhiều vòng nó mới ăn ấy. Đúng là một cái chuyến xe này bắt ổn nha mọi khách hành khách của chúng ta ơi. Đường này tôi chạy dễ xảy ra tai nạn rồi mà các bạn thấy là công an chạy rồi là liên tục luôn. Trời ơi. 70, còn là giới hạn tốc độ nữa nè. Hình như chuẩn bị lên đèo cái gì nè mấy ông nội. Đúng bà đó rồi, cái gì vậy? Mới vô giới hạn tốc độ bị công an phạt luôn à. Rồi các bạn ơi, mình đang vào mình đang lên đèo Madarac. Thì cái đèo này nó dài đâu đó khoảng 9 cây số. Và hình như là qua đèo này là chúng ta đến cái trạm dừng chân thì phải. Rồi lên đèo cho chạy có 970 gì thiệt á. Mày bò vậy luôn hả? Chú Ba mặt nó chú mà. Chú Ba chạy phía sau là đố nào dám chạy nhanh đi. Mình lách xích vô các bạn. Gì chú mang qua được không? Sao qua được? Trời ơi, cái lọn phía trước quá trời cua luôn kìa các bạn. Trời ơi.
Thôi đi thôi, chú công an cứ chạy phía sau đây, rồi vụ gì phía trước đó rồi. Trời ơi, vụ gì vậy? Vụ gì thì tai nạn cái gì nữa rồi đây nè các bạn ơi. Bây giờ để mình tranh thủ mình vượt qua luôn các bạn. Rồi luôn. Con lên con nhiều chuyện có vụ gì mà chú công an cũng phạt con nữa. À, xe khách gọi là đánh lái ẩu, hung vô đích, xe đầu kéo. Rồi tôi thì tôi lắc qua bên này tôi đi. Đường bên này còn trống nên thôi tôi lắc qua đây tôi đi thôi. Trời ơi, easy. Rồi phạt tôi luôn, phạt tôi nữa. Rồi ở cái đường gì mà xe công an nhiều vãi trưởng luôn. Tôi xin bó tay. Ê, có ba nữa kìa các bạn. Trời ơi. Rồi, nhờ vậy nên cuối cùng tôi cũng vượt được chú công an, với lại tôi cũng vượt được nguyên cái đoàn xe luôn các bạn. May quá. Tranh thủ qua cái đèo này. Hả? Xuống đèo đó hả? What the hell lẹ vậy? Cái thúc đèo. Rồi tôi lụm cái bảng luôn. Đường đi tôi cắm cái bảng chạy 70 km/h, tôi đụng một cái sức mẹ cái bảng đó rồi. Còn cái cua. Rồi như vậy là mình đã qua đèo Madagascar rồi. Như vậy là các bạn cũng đã biết là tôi chỗ này cái gì mà đông vậy? Này như kiểu cũng chạm dừng chân hay sao các bạn? Như vậy là chúng ta đã vào được địa phận của Madagascar rồi nha các bạn. Huyện Madagascar. Trời ơi, cái đường y như con rắn luôn nè các bạn. Rồi kìa. Trời ơi. Nè. Tôi thấy cái đoạn này nó cũng phẳng mà ta. Cái đường này hai bên nó cũng phẳng mà sao người ta không làm một cái đoạn đường cho nó thẳng thớp trời. Đi đường đèo đã khó đi rồi gặp cái đường gì nữa. Cái đường đồng bằng mà tôi tưởng là tôi đi trên vực thẳm, trên vách núi gì cơ mà làm cái đường gì mà quanh co vãi nồi luôn nè các bạn thấy chưa. Ôi công an. Rồi ơi. Chào chú công an, chúc chú công an trời mưa mát mẻ. Rồi. Ủa sao hôn nhau được vậy? Không hiểu luôn. Tự nhiên nãy chạy thì lắng làng người ta. Đó, đụng người ta, xong quay qua nhìn người ta. Xong rồi tới tôi hung vô cây cột luôn. Oh my god luôn. Chuyến xe này bắt ổn nha bà con cô bác ơi. Thôi, mình ghé quán cơm mình ăn đi mọi người ơi. Chứ trời mưa này đi nguy hiểm bà con ơi. Đi về là không ổn rồi. Đây bây giờ chúng ta sẽ ghé quán cơm mình ăn nha bà con. Đây phía trước có một cái trạm dừng chân quán cơm cắt hiểu nè. Ghé đây ăn uống đi cho nó phải rồi đợi hết mưa rồi đi tiếp. Trời mưa như thế này đi nguy hiểm quá. Đụng người này người kia xong tôi cũng tự đụng luôn. Rồi đây là quán cơm Bao Long An. Mèo mới giấu tôi cũng biết đọc sao nữa các bạn. Rồi quẹo vô đó quán cơm rồi. Ôi cũng đông khách quá nè. Trời ơi mọi người trời mưa rảnh quá tự nhiên cứ đi ra ngoài săn đứng. Ok. Rồi. Giờ tôi mở cửa ra cả nè. Đây. Nà. Mở cửa cho mát cho bà con chứ mưa này sao vô ăn. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn cũng đã trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái nhà xe Long Văn này xong. Và các bạn nào thấy video của mình hay thì cũng đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký với kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nhé. Game bạn nào muốn trải nghiệm cái chiếc xe này giống mình thì các bạn hãy là truy cập lên trang web đó là shop.tạimod.com. Thì tại trang này các bạn hãy click vào cái mục cửa hàng và tại đó các bạn hãy tìm
và mua những cái chiếc xe bản quyền, như ví dụ như là xe khách nè, xe tải, xe Việt, bản đồ Việt Nam, hay là mod trang trí, mod âm thanh rồi các kiểu, trên đó thì sẽ có đầy đủ những cái bản mod bản quyền để cho các bạn mua và trải nghiệm giống mình nhé. Còn bây giờ mình kết thúc video tại đây, nhớ like và đăng ký kênh tôi đấy. Bye bye.